Đây là hộp số Harmonic, tỷ lệ là 1/80, size 20. Từ một cái cục như thế này, qua quá trình cắt, phay, bào, các thứ, trong thời gian rảnh rỗi, chế thêm một cái mặt bích, gắn vô đây bằng băng ốc, thì em nó đã quay được. Phần bát nhôm này cố định, đang kẹp trong ô tô. Quay cái cốt như thế này, cốt vào này là 8 ly, phù hợp với lại các loại motor size 60. 4 lỗ ốc này để bắt motor. Đây là cái mặt bích để bắt mâm cặp phi 100. Đây có 6 cái lỗ, muốn bắt âm dương gì cũng được. 6 cái lỗ khoan đây, 3 lỗ. Quay còn khá êm, không rơ. Bạc đạn đỡ của nó là bạc đạn EKO. Đây là cái vành ngoài, cái vành trong nó bắt với lại cái module. Đây là vú mỡ sẵn sàng để bơm mỡ vô để phục vụ cho việc chinh chiến. Quá trình test đã xong, giờ chỉ còn bắt cặp với lại làm cái trụ, làm cái trụ ở đây, bắt ốc vô đây, kiếm được cái ke nào đó bắt vô đây là xong.